Sau tuổi 30, lối sống và dinh dưỡng thiếu hợp lý, hoạt động tế bào suy giảm, gây rối loạn mỡ máu, dẫn đến gan nhiễm mỡ, tiểu đường, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim. Pha với CDL5 thiên nhiên tăng hoạt hóa receptor tế bào, tiêu hóa cholesterol một cách tự nhiên, phòng và giúp điều trị các bệnh do rối loạn mỡ máu. Pha tiêu hóa cholesterol, kiểm soát mỡ máu.